Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cuộc tranh luận lịch sử đang diễn ra sôi nổi tại Hoa Kỳ. Đó là cuộc tranh luận về năm khởi đầu lịch sử nước Mỹ, năm 76 hay năm 1619. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã giải tán Ủy ban Ngô 776 do Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump thành lập. Ủy ban này được đặt tên theo năm mà các thuộc địa Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Anh. Mục tiêu của Ủy ban này là tập trung vào những mặt tích cực trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng nhiều người cho rằng nó đã bỏ qua di sản của chế độ nô lệ. Bên cạnh đó còn có một quan điểm khác, được gọi là Dự án mùng 6-19. Dự án này cho rằng, năm mùng 6-19, năm những người nô lệ đầu tiên đặt chân đến Mỹ, mới là thời điểm khởi đầu thực sự của lịch sử Hoa Kỳ. Hai quan điểm này hoàn toàn trái ngược nhau, một bên nhìn nhận lịch sử hoa kỳ như một câu chuyện vinh quang còn bên kia lại thấy nó đầy những vết nhơ quý vị nghĩ sao về hai quan điểm này tôi xin chia sẻ một ví dụ đơn giản hãy tưởng tượng lịch sử của một gia đình liệu chúng ta nên kỷ niệm ngày gia đình đó được thành lập hay ngày những thành viên đầu tiên đặt chân đến mảnh đất mới cả hai thời điểm đều quan trọng nhưng mang ý nghĩa khác nhau Ủy ban 1776 đã đưa ra một bức tranh khá lý tưởng về lịch sử Hoa Kỳ, ca ngợi những người lập quốc và bản hiến pháp. Ngược lại, dự án 1619 lại tập trung vào vai trò của chế độ nô lệ, cho rằng nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử và hiện tại của nước Mỹ. Cá nhân tôi nghĩ rằng, cả hai quan điểm đều có điểm mạnh và điểm yếu. Chúng ta cần nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, thừa nhận cả những thành tựu lẫn những sai lầm trong quá khứ. Theo các tài liệu lịch sử, việc tranh luận về quá khứ không chỉ đơn thuần là vấn đề học thuật. Nó còn ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận hiện tại và định hướng tương lai. Cuộc tranh luận về năm mùng sáu và 1619 cũng không ngoại lệ. Nó phản ánh những chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ về vấn đề chủng tộc và bản sắc. Vậy Tổng thống Biden nên làm gì trong tình huống này? Từ góc nhìn của tôi, ông ấy nên tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn, chẳng hạn như đại dịch, kinh tế và bất công xã hội. Việc tranh luận về lịch sử nên để cho các nhà sử học quyết định. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện ngắn. Có một câu nói nổi tiếng rằng, lịch sử do người chiến thắng viết. Điều này có nghĩa là lịch sử thường được kể lại theo góc nhìn của những người nắm quyền. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta cần lắng nghe nhiều giọng nói khác nhau, bao gồm cả những người đã từng bị lãng quên trong quá khứ. Năm 2026, sẽ là kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ tuyên bố độc lập. Liệu đến lúc đó, ngày lễ này có còn được kỷ niệm như trước nữa không? Hay nó sẽ trở thành một dịp để nhắc nhở về di sản của chế độ nô lệ? Với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, tôi tin rằng việc tìm hiểu quá khứ là rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần tập trung vào hiện tại và tương lai. Chúng ta cần học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể thấy rằng Cuộc tranh luận về năm 1776 và 1619 là một vấn đề phức tạp, không có câu trả lời dễ dàng. Phê. Điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục thảo luận và tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau. Khám phá lịch sử. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo.